Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ những cái video, một loạt những cái series để hướng dẫn cách học guitar hoặc cách chơi guitar làm sao để lên được trình độ cao nhất có thể, tức là solo và lead. Đấy, thì trước đây mình cũng đi học, người ta học dạy ở ngoài cũng lơ mơ lắm, chỉ dạy là gọi thế bấm như thế nào, hợp âm ra thứ là gì, đối trưởng là gì, bấm ra sao rồi chuyển như thế nào để đệm hát. Đấy, nó khá là đơn giản, nhưng mà đấy, bạn phải hiểu cách học thế là hơi ăn sổi, tức là như nào, nó không xuất phát từ cái nền tảng lý thuyết. Phải có nền tảng lý thuyết thì các bạn mới phát triển lên được, thì bạn hiểu cấu tạo để sử như hợp âm đô trưởng, các thế bấm, đúng không? Thế bấm alpha, thế bấm beta, thế bấm gamma, cùng những thế bấm natchi cần đàn, các chạy những cái âm, chạy những cái nốt đấy, trên những cái thế bấm như thế nào, cấu tạo hợp âm ra sao, hợp âm nâng cao cấu tạo ra sao, tự mình phát triển lên. Và bạn là học trên cái người ta đã ôm sẵn cho bạn đấy. Nói chung là bạn học trên cái đấy là bạn học kiểu quá gọi là máy móc, không học được cái gì cả ngoài một cái đệm hát tối vật. Thế mình rất may là mình đã tự học được cái phần mềm là guitar skill method, không? Cái phần mềm này hướng dẫn cho bạn từ A đến Z các bước để trở thành cao thủ. Đấy, bạn mà đang ở trình độ là gì, biết đệm hát rồi, không biết làm thế nào để mình đánh solo, không biết thế nào để ở trong những cái quãng nghỉ của bài hát bạn chạy những cái nốt để chuyển, thì bạn nên tiếp thu những cái bài chia sẻ của mình rất là chân thành, từ theo thứ tự từ dễ đến khó nhé. Bạn nhớ là để học tốt thì phải là đúng các bước, từ dễ đến khó phải thành thạo. Đấy, mình cũng không giỏi gì ta cả, nhưng mình ở mức ở chung chung, bởi vì mình không dành thời gian nhiều để tập guitar, nhưng mà chắc chắn cái mình chia sẻ sẽ giúp ích rất lớn cho bạn. Thì bài đầu tiên để trở thành một cao thủ thì bài đấy là cấu tạo các nốt của âm nhạc, đúng không? Do re mi fa sol la si. Đấy, đô này, rê này, mi, fa, son, la si. Đấy, hết si rồi lại đến đô. Đấy, giữa thằng này gọi là quãng tám, khoảng cách âm thanh từ đô đến đô, đô rê mi fa son la si đô, đúng không? Quãng tám. Thì bạn phải mục tiêu bài hôm nay, đúng không? Hôm nay là bài 1, là bạn phải biết được nó gồm 7 nốt, đúng không? 7 nốt chính, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nhưng mà bạn phải biết được ký tự của các nốt như thế nào. Đấy, Do là C, Re là D, Mi là E, đúng không? F là Fa, G là Sol, A là La, B là Si. Nó lại đến quen quy luật đấy. Việc nắm được các nốt này một cách thành thạo giúp bạn phát triển được cái gì, cách nhìn, đúng không? Cách nhìn những cái hợp âm, và bạn sẽ học được cái này thì bạn mới học được cái tiếp theo mình dạy, mình chia sẻ. Đấy, và yêu cầu hoàn thiện bài học này là gì? Đấy, bạn đọc được, bạn nhớ được như in, bạn phải mất khoảng nửa ngày đấy. Ví dụ nhá, bạn đọc được trong không khí đồ là C, đúng không? G là Sol, A là La, F là Fa, B là Si, đúng không? E là Mi, Do là C, D là Re. Đấy, đảo đi đảo lại, A là La, G là Sol, F là Fa, đấy, B là Si, Do là C. Đấy, bạn nào không gọi là quá quá rõ ràng thì ok, chuyển bài 2 nhá. Bài 2 khá quan trọng.